Dạ, xin kính chào quý anh chị có nhu cầu mua đất để ở nha anh chị nhé. Hiện tại bây giờ em đang có mặt tại xã Giang Điền, huyện Trảng Bom, Đồng Nai. Ở phía trước mặt em anh chị thấy không? Phía trước mặt em đó chính là đường trục chính Giang Điền. Trục chính Giang Điền nhé. Từ vị trí của em đi ra khu vực Giang Điền thì tầm khoảng 400 m đến 500 m thôi chị nhé. Rất gần. Khoảng 400 m đến 500 m thôi là mình tới khu vực Giang Điền rồi. Đó, từ đấy từ trục chính đi vào đây chỉ tầm khoảng 100 m là em có một lô đất chỗ này này. Chính chủ gửi cho em nhé chị nhé. Đó, một lô đất đây. Chiều ngang 5m, chiều sâu 24m, 23m hơn. Thổ cư có 100m2. Hiện tại bây giờ anh chị thấy không? Đường này là đường nhựa. Đường này đường nhựa tầm khoảng 6m nha anh chị. Đường nhựa 6m và đường điện có sẵn nha anh chị này. Đó, đường điện dân cư có sẵn. Em sẽ quay cho một vòng lên anh chị này. Đó, dân cư có sẵn vì anh chị thấy trong kia có cái nhà lầu to chả bát lửa. Đó, trong đấy không có nhà lầu to chả bát lửa. Và khu này ấy, hiện tại bây giờ giá trung bình đâu đó tầm khoảng 1 tỷ rưỡi một lô. Nếu mà tiền đường chính này, nếu mà thể đường chính này với chiều sâu này. Nhưng mà hôm nay em xin giới thiệu cho anh chị, lô đất của em chủ đang muốn bán 1 tỷ tư. 1 tỷ tư nha chị nhá. Còn có thể thương lượng nữa cơ. Còn thương lượng được. Nếu anh chị nào có nhu cầu mua miếng này, 1 là để ở, 2 để xây nhà trọ, 3 là để dành tương lai cho con cái sau này, thì đây là một vị trí cực kỳ phù hợp với diện tích đủ rộng, đủ dài và tiện ích xung quanh đầy đủ hết. Từ hướng của mình đi về hướng quốc lộ 1A bên tây phải của em này, đi về phía bên tay phải của em quốc lộ 1A thì đâu đó chỉ tầm khoảng 3 cây số, đi về khu công nghiệp Giang Điền tầm khoảng 400m đến 500m và dân cư kín xung quanh. Dân cư kín xung quanh rồi, bây giờ em sẽ quay flycam cho anh chị coi để cho anh chị hình dung được cái vị trí tổng thể của lô đất của mình như thế nào nhé. Dạ, anh chị theo dõi em nhé. Dạ anh chị, vừa rồi là tất cả những thông tin mà em đã gửi cho anh chị coi mọi thứ. Thì bây giờ anh chị nào muốn thông tin chi tiết hơn thì hãy liên hệ với em số điện thoại 0772088263 để tìm hiểu về lô đất này nhé anh chị nhé. Rồi. Với số điện thoại của em thì anh chị có thể, nếu anh chị mà ngại mà không ngại gọi thì anh chị có thể nhắn tin qua Zalo của em, cũng là số này luôn. Em sẽ trả lời cho anh chị mọi thông tin chi tiết về lô đất này và về sổ, về chủ. Rồi, anh chị cứ liên hệ với em nhé. Cảm ơn chị rất nhiều. Rồi, xin chào anh chị.